Mình xem trang 31. Alo, trời, ai nhắn tin cái là cái điện thoại nó bị rớt liền luôn. Nhắn tin nha, xin đừng nhắn tin. Rồi bây giờ mình đi tìm hiểu phần giao tiếp này. Xuân trong giao hè nghe tay hè một cốt tay tập hà gì mà chúng ta hãy hỏi về chuyến đi du lịch, đi công tác ha, mình đi công tác và hãy trả lời. Thì trong cái phần giao tiếp này sẽ có hai nhân vật, đó là Tanaka và Shinichi. Nhân vật thứ hai đó là Kim Min-su. Các bạn xem, mình đọc qua cái phần tình huống của nhân vật thứ nhất nha. Udemane hay sa tung nhiều đấy mà nasu nhì thì lâu rồi thì mới gặp được đồng nghiệp ở công ty. Chui chăng tại nhau ôn thủng nhồi ấy kê. Chui chăng ý ổ tên mình chí một cô. Chà xin ế chui chăng kiểu hòa mới mà ha xếp chọc. Thì các bạn xem, chui chăng tại nhau ôn thủng nhồi ở đây là gì đây ạ? Người đồng nghiệp đã đi công tác trở về. Rồi chú trang y ổ tên mình chí một cô là bạn hãy hỏi cái người bạn đồng nghiệp đã đi công tác trở về xem chú trang y ổ tên mình chi đây là gì đây ạ? Cái chuyến đi công tác này ổ tên mình chi như thế nào, rồi làm gì nữa đây? Chả xin né chú trang chọn hô mới mà ra xếp giò, và mình hãy nói về cái kinh nghiệm đi công tác của chả xin là của ai, là của bản thân mình đúng không ạ? Rồi về, rồi bây giờ mình qua nhân vật thứ hai. Chui chăng tê mùa nè, bố lên tông anh, hê ra tông nhổ đấy mà nào xưa họ xuất sinh người ta. Chui chăng tê mùa nè là lý do vì sao? Tại vì cái chuyến đi du lịch, đi công tác này cho nên trong một cái thời gian lâu, lâu rồi, trong bố lên tông anh, hê ra tông nhổ đấy mà nào xưa họ xuất sinh người ta. Không có thể gặp được người bạn đồng nghiệp ở công ty. Bởi vì sao? Bởi vì do cái chuyến đi công tác này. Rồi, thùng nhô ê kê. Chú trang nghề gió của xem hành gì là gì đấy hai xuất chồng là gì đây, hãy nói chuyện với người bạn đồng nghiệp này về câu chuyện mà mình đi công tác nó vất vả như thế nào, cực khổ như thế nào. Rồi anh Thái vào rồi phải không? Bây giờ chúng ta xem từ vựng trước nha, từ vựng xuất hiện trong bài đó là từ gì đây ạ? Chú trang ấy, chú trang lưới ca tạ, chú trang lưới ca tạ đây là gì đây ạ? Đi công tác rồi, y tế mà tạ ảnh mà tạ, y tế mà tạ là gì đây? Học khẩu vị vừa miệng rồi, y tế ảnh mà trời ạ, y tế ảnh mà tạ. Y tế ảnh mà tạ là không, không vừa khẩu vị, không vừa miệng. Rồi cô xe ghế ha tà, cô xe ghế ha tà là gì đây? Vất vả, đúng rồi. Chăm cho đi, chăm cho đi, đây là chỗ ngủ không ạ? Sang hai, sang hai là gì đây ạ? Sang hai là Thượng Hải. Yêu đô cột đây là nhiều nơi. Bê trình ở đây là cái gì đây? Bắc Ninh, à Bắc Ninh. Rồi mơ mi ơi ha tà, say 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 xe mời mi đế hoặc là hiến tươi tà, hiến tươi tà là vất vả, vất vả. Rồi bây giờ các bạn lắng nghe mình đọc qua một lần nha, các bạn xem mình hiểu được bao nhiêu phần trăm. Kim Min Su Shi, 안녕하세요. 오랜만입니다. 안녕하세요. 그동안 바쁘셨습니까? 네, 한달 동안 중국에 출장 갔었습니다. 아, 그렇습니까? 저도 1년 전에 회사 일로 중국에 갔었습니다. 그때 저는 중국 음식과 물이 입에 안 맞아서 고생을 많이 했어요. 저도 음식이 잘안 맞아서 고생을 좀 했습니다. 한국 음식을 좀 가져가셨어요? 아니요, 안 가져갔어요. 그리고 처음에는 잠자리가 바뀌어서 잠도 잘못 잤거든요. 고생을 많이 하셨군요. 그런데 중국 구경은 좀 하셨습니까? 네, 회사 일이 끝나고 상하이와 여러 곳을 구경했습니다.
그런데 중국이 아주 넓어서 기차를 많이 탔습니다. 베이징에서 상하이까지는 16시간 기차를 타서 멀미를 점했습니다. 아주 힘드셨군요. 아주 힘드셨군요. bây giờ các bạn phân tích nội dung từng đoạn nhé. Kim Min Su Shi, 안녕하세요. 오랜만입니다. Thì câu này mình quá quen thuộc rồi. Lúc nào mình cũng chào họ đúng không? Xin chào, 오랜만입니다. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. 안녕하세요. xin chào ha. 그동안 바쁘셨습니까? 그동안 바쁘셨습니까? Là trong thời gian qua họ đã bận rộn lắm phải không? Họ cũng xuất gì cả nè. Hôm đây tuần anh Trung Quốc kia chú trăng khá xuất gì cả. Thì các bạn xem cái đuôi câu chú trăng khá xuất gì cả, đây là quá khứ hoàn thành, quá khứ rồi đã hoàn thành rồi. Nếu mà khá xuất gì cả là quá khứ không, khá xuất gì cả đó là quá khứ đã hoàn thành rồi, coi như là cái việc mà đi Trung Quốc, đi công tác ở Trung Quốc trở về nó xong rồi, nó đã hoàn thành rồi. Rồi, à, 그렇습니까? 그렇습니까? 아, 대단하다, 이 hả? 저도 1년 전에 회사 일로 중국에 갔었습니다. và tôi thì như thế nào? Trước đây 1 năm, à 1 năm trước thì tôi cũng đã đi Trung Quốc bởi vì công việc, công ty, đi công việc Trung Quốc nha. 그때 저는 중국 음식과 물이 입에 안 맞아서 고생을 많이 했어요. 그 그러니까 Ừ. lúc đó Chứ còn ngôn Trung Quốc ngữ âm ngôn sĩ. ngữ nó không có không đúng với đến không đúng Đúng nữa rồi. Vì thì cũng hết là đấy do thức ăn Trung Quốc và nước, Trung Quốc âm sĩ qua mùa đi, đây là nước và thức ăn Trung Quốc. Ip ẩm ma cho sao? Ip ẩm ma cho sao là gì? Không hợp khẩu vị. Cho nên cô sen ngơi mãi như hết rồi, cô sen ngơi mãi như hết rồi là gì? Tôi đã vất vả rất là nhiều, vất vả. Rồi tiếp theo, bạn Kim Min Su mới nói là 저도 음식이 잘안 맞아서 고생을 좀 했습니다. Tôi cũng vất vả, tôi cũng hơi vất vả bởi vì cái món ăn nó không hợp khẩu vị với tôi nha. Rồi tiếp theo, xin chị 한국 음식을 좀 가셨어요? 한국 음식을 좀 가셨어요? 한국 음식을 좀 가져가. không, 한국 음식을 좀 가져가셨어요? 가져가다 là mình mang cái vật gì đó mình đi chứ không phải là mang về. Mang về cả số ô tả là về Hàn Quốc rồi. Còn cái này là 한국 음식을 좀 가져가셨어요? Cậu có, hoặc là bạn có mang theo cái gì? Món ăn Hàn Quốc không? Có mang theo chút nào không? Mang theo thức ăn Hàn Quốc theo không? Anh ăn cá cho cá sợi ăn cá cho cá sợi là tôi không có mang theo. Anh nhô ăn cá cho cá sợi. 그리고 처음에는 잠자리가 바뀌어서 잠도 잘못 잤거든요. các bạn xem 잠자리가 바뀌어서 바뀌다. Cái này không phải bạc quy tà mà là bạc quy tà, các bạn lưu ý chỗ này. Đây là bị động từ nha. Bạc quy tà là bị động của bạc quy tà. Cho nên mình sẽ dịch nó là bạc được hoặc là bị á. Bạc quy tà. Và lưu ý, bị động từ trước đó mình sẽ cộng trợ từ gì đây ạ? Y hoặc là ca chứ không phải y rồi nha. Y hoặc là ca. Y ca là mới động từ bị động. Là trong tôi một chạy một chất của mình nhau. Có nghĩa là ban đầu thì vì cho mình lúc đầu thì như thế nào, vì tôi bị đổi chỗ ngủ không ạ, xong cho đi ca bạc kia là do tôi bị đổi chỗ ngủ cho nên là xong tới một sách của tình, cho nên là tôi không có ngủ được, không được ngủ, không có ngủ được. Rồi cô tình nhô ở đây là gì, khi mà làm cuối câu nó là giải thích một cái lý do gì đó mà giải thích. Rồi tiếp theo, cô sẽ ngơi mãi đi hát sách của nhô. 고생을 많이 하셨군요. câu là vất vả nhiều nhỉ. Cùng nhau đây là cái đuôi câu cảm thán các bạn nhé. Cùng xem. Cùng xem mà đi hát sách cùng nhau. Lý do ha si tà kết hợp với gì quá khứ?
lại gì đẹp, quá khứ của hasita đó là hasata, thì quá khứ chúng ta chỉ cần cộng với kunyo là được ha. Và động từ thì các bạn sẽ cộng với nin kunyo, mà nhớ công thức này không? Đôi câu cảm thán động từ chúng ta sẽ kết hợp với nin kunyo, Nên cùng nhau còn tính từ thì các bạn sẽ cộng với gì vậy? cùng Kun nhau nhịp cuối cùng nhỏ, nasika chip cùng nhỏ, thật cùng nhỏ đó, thì tính từ chúng ta chỉ cần cộng với cùng nhỏ. Còn động từ ví dụ như chả ra nên cùng nhỏ, hoặc là gì đó đây, con bố chả ra xin nên cùng nhỏ, còn adin tập tài là adin tập cùng nhỏ, tại vì adin tập tài đó là tính từ. Rồi tiếp theo, kuren de Trung Quốc cụ chọn nên trường hai sách sinh nhật cả. Trung Quốc cụ chọn. Bạn có đi tham quan Trung Quốc không? Nè, nè. Thế sao gì đi kinh nào của sang hai qua giờ đâu có xứ cụ chân hết sinh nhật cả. Thế sao gì đi kinh nào của là công việc công ty kết thúc. Thì tôi đã đi du lịch. Tôi đã đi tham quan nhiều nơi, và để tham quan Thượng Hải nha, Shanghai với lại Shanghai là Thượng Hải nha, do đó gọi là nhiều nơi. 그런데 중국인 아주 넓어서 기차를 많이 탔습니다. Nhưng mà Trung Quốc Nhưng mà Trung Quốc thì đất đai rộng, đúng rồi, về Trung Quốc rất là đi rộng. tàu thì đi Khi차를 많이 탔습니다. Cho nên là tôi đã đi xe xe tàu lửa nhiều, tôi đã đi tàu lửa nhiều. Beijing에서 Shanghai까지는 16시간 기차를 타서 멀미를 좀 했습니다. Là từ Bắc Ninh đến Thượng Hải, 16 tiếng đi tàu, mất 16 tiếng. Đây chính là đi đến Beijing là Bắc Ninh. Bắc Kinh mà nó sẽ tối tại Bắc Ninh. Từ Bắc Kinh cho đến Thượng Hải đi tàu lửa mất 16 tiếng. Nên tôi bị say say tàu. Mời mì rơi cho hết sân gì ta. À chú hiếm tư sắc của nhỏ. À chú hiếm tư sắc của nhỏ. Ở ngay chỗ này, hiếm tư tà. Tại sao cái này lại thành hiếm tư sắc của nhỏ ạ? Tại vì chúng ta có cái bất quy tắc là sao đi ư mà kết hợp với siot, đi ấp, đi ưng thì riêu nó sẽ bị mất đi, cho nên các bạn thấy sao riêu nè, sao 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 chỗ này là short cho nên nó bị mất riêu như này không, cho nên nó trở thành là hiếm tư sắc của nhau quá khứ nè, chứ hiếm tư sắc của nhau nghĩ ra là cậu đã rất là vất vả. Rồi bây giờ mình mời hai bạn đọc lại phần này với Trang nhé, xin mời bạn bạn Phương Quyên, em mới vào phải không? Không nói được hả? Vậy mời bạn Thái với lại bạn Hoa Nguyễn nha. Hoa Nguyễn với lại bạn Thái đọc vào trang ha. Hoa Nguyễn không nghe. Xin mời bạn chiếc lá bằng rơi. Tôi sang một sạch thơ tinh nổ.
mà đi hết sức cùng nhau cứ đơn tệ xin giúp người nhớ xin hạ sức xin như chắc nè thế xây thì xin hạ tù sang hai hoa bị giờ đâu cùng chân cô kia hệ chân gì vào cứ đơn tệ xin cô kia ả chơi đầu cơ tờ đi xa đơn mà đi hết chân gì vào thay xin ế sơ sang hai ta thì ngấn dòng giờ tất thì ta thì xa đơn thả tơ mới như lên cho hết chân gì vào ở chưa hình tôi tất cùng nhau. Ok, rồi xin mời hai bạn khác nha. Mời bạn Nguyễn Minh Thái với lại bạn bạn Thảo Nguyễn nha. Ok, nhà bạn nào có em bé thì tắt đi cô. Cô sẽ người mà đi hết rồi. Dành 2 phút các bạn đọc qua nội dung này đi rồi mình mới bắt đầu mình nói ha. Tại vì khi mình nhìn đọc á thì nó rất dễ, nhưng mà áp dụng mình nói thì là một vấn đề khác nữa. Còn dành 2 phút đọc qua dùm Trang đi. Bây giờ chúng ta luyện nói nha. Bây giờ chúng ta nói thử nha. Mình sẽ gợi ý bằng tiếng Việt và các bạn nhớ lại những cái đoạn nãy các bạn nói tiếng Hàn dùm Trang. Trong thời gian qua cậu có bận lắm không? Cậu bận lắm phải không? Trong thời gian qua cậu bận lắm phải không? Thưa con á, tạm tôi sắp về á. Vâng, tôi đã đi công tác ở Trung Quốc trong vòng 1 tháng. Trở về 1 tháng là gì? Thanh đời tuần an à, Trung Quốc ca ca sẻ chui trăng ca sẻ Trung Quốc ghé chui trăng ca sẻ hoặc là ca sơ sẻ. Rồi tiếp theo trước đây 1 năm tôi cũng đã đi đến Trung Quốc do công việc ở công ty. Chứ đầu nào y lên trò nè. Do công việc công ty là huê xà y lô. Tôi đã đi đến Trung Quốc. Trung Quốc ghê. Cảm ơn nhì ta. Rồi tiếp theo một câu nữa là hoặc là vì. Vì thức ăn Trung Quốc và nước không hợp khẩu vị. Mình nói trước câu đó đi. Vì nước và thức ăn Trung Quốc không hợp khẩu vị. Là gì đây ạ? Rồi tôi đã vất vả rất nhiều. Rồi còn các cách thể hiện nào khác nữa à? Cô sang ấy mà ni hết vậy. Rồi bây giờ mình nói thành một câu là gì? Trung Quốc ẩm thực quá mùi ý bê ẩm mà cho so
Cố xin ơi mà đi. Hết rồi đi. ạ. Rồi. À, cậu có mang theo món ăn Hàn không? Cậu có mang theo món ăn Hàn không? Mình nói thế nào? Lặp lại nhé. Là gì? Nè, hai hôm sẽ gửi cho cà chơi cà sá xéo hoặc là cà chơi cà xéo. Các bạn nhớ câu này không? Do tôi đổi chỗ ngủ. Do chỗ ngủ bị đổi thì của mình sẽ nói như thế nào? Do chỗ ngủ. Chỗ ngủ là gì ạ? Chăm chơi đi. Bị thay đổi là gì đây ạ? Và kia thò. Chăm chơi đi đó. Và kia thò. Nên tôi không có ngủ được. Tha mới một chắc xài ạ. Chăm tôi một chắc xài ạ. Bị say tàu là gì đây? Say xe, say tàu. Mời mi đấy. Hết xài ạ. Mời mi hoa tàu. Rồi tiếp theo. Trung Quốc rất là rộng nên tôi đi tàu lửa nhiều. Trung Quốc rộng. Rộng là gì ạ? Trung Quốc ký. Nó muốn nảy vào sao? Nên tôi đi tàu lửa nhiều. Tàu lửa. Khi ra đây. Mà đi phát sinh gì ta? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp phần này nhé. Bây giờ mình giải thích ba câu thành ngữ sau đây. Khi ca dạy dạy ta với lại khi ca ập thì ta khi ca thả được ta. Câu thành ngữ thứ nhất, khi ca dạy tà là ý nói người đó mỏng tay đúng không ạ? Tay mỏng thì mỏng, tay mỏng. Người ta mỏng ý nói là gì đây ạ? Người nói dễ nghe theo lời của người khác và hành động theo theo lời của người khác. Ví dụ như thấy người ta nói hay quá, rồi mình lắng nghe xong rồi mình làm theo lời của người ta luôn. Đó là khi ca dạy tà. Nam mê mà rứ ta ra hiên tôn thành tà. Làm theo lời nói của người khác là khi có dạy tà. Còn khi có ập thư tà là tai bị đau, đau tai là như thế nào đây? Nó mua khăn xô đi đô tơ tư còn à thả chân mà đứa giờ đơ bên tâm bốc hè gió thì lo thực kỳ có sức thả, nghĩa là do cái tiếng ồn nào đó, do tiếng ồn nó hoặc là nghe đi nghe lại một lời nói cùng một nội dung cùng một lời nói mà mình cứ đi nghe lại nhiều lần nên là mình không có thích nghe nữa thì đó là khi có akuta. Rồi khi có khả đức tập đây là gì? Ngứa tai đúng không? Tai bị ngứa giống như là ai nhắc về ai đó nói về về mình thấy ngứa tai như ai đó đang nhắc về mình đó. Khi có khả đức tập khi ga dạy tà khi ga ập thư tà khi ga thả được tà nhớ tai. Ở bên Việt Nam mình cũng cũng dùng cái từ này tự nhiên cái tai mình nhớ mình nói là ai nhắc tới mình để sao nhớ tai quá thì cái này mình cũng hay áp dụng lắm nè. Rồi bây giờ các bạn áp dụng ba cái câu thành ngữ này các bạn điền vào chỗ trống mình trang nhé. Rồi câu số 1 mình sẽ mời một bạn điền trang nha. Bạn như bạn Nam. Bạn Nam nói được không ạ? Rồi, cho em Nam đi ha. Rồi, câu dưới luôn, anh điền điền cái câu một trong ba câu trên vào nào các bạn xem coi mấy khi si cả tô television quan cổ để bù cô mấy xin mà non chả đi mùi gần nơi xa quá tèo quá tèo quá tèo đây là quá tà cố hèo là từ viết tắt của quá tà cố hèo câu dẫn dụng gián tiếp nghe nói là mấy khi xem quảng cáo trên tivi á rồi anh ấy đã mua món đồ trị giá bao
nhớ xin mời rồi, mấy trăm ngàn won đây, mấy khơi xin đấy gì đây ạ? Tay mỏng phải không ạ? Rồi thì mình sẽ liền như thế nào? Khi có người tay mỏng thì mình nói là khi có, vì tay mỏng thì mình sẽ dùng cấu trúc a o so ha. Khi có dạy ba so chẳng mấy không nghĩ đi vậy ạ. Cậu ấy mỏng tay quá cho nên lớn chuyện rồi, thật sự là lớn chuyện kia. Rồi câu tiếp theo, câu số 2, xin mời bạn Hân nhé. Khi son đúng không? Quê Iroke Kika. Bạn này đang thấy sao đây? Ai đó cứ nói về mình, ai đó cứ nhắc mình hoài, thì cái đó mình dùng cái câu thành ngữ gì? Thario và sao? Quê Kika Karam Chiếu Karam Chí. Quê Iroke Kika Karam Chí. Quê Kure. Kure Nugan nếu mà được học viên nào bà nào bà yêu, hình như là Nuga ai đó đang nhắc tới cậu. Rồi bây giờ các bạn qua đoạn thứ ba, bạn nào đây? Bạn Hoa Nguyễn nha. Hoa Nguyễn. Dạ vâng. Xin cô đưa lên ảnh hết tới ổn hình bằng sự kinh hay ảnh thao bộ lực thương như hoa mà hết ngân tề khi đọc thì nghe nhiều quá, nghe thì nói quá thì đau tai. Nhưng là cái câu nói cứ nghe đi nghe lại nhiều lần cho nên là không muốn nghe nữa, thì khi có một từ đó so khi đọc thì nhức tai. À chị tố cứ ý đứa ảnh héo ảnh hết sót là gì đây, vẫn chưa làm xong công việc đó à? À chị tố cứ ý đứa ảnh hết sót. 오늘까지 끝내야 한다고 몇 번이나 말했는데 오늘까지 끝내야 한다고. Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần là đến ngày hôm nay, đến hôm nay là phải làm xong rồi. Cứ mà nè, nhưng lại đi, nó mua từ đầu sau nghe nhiều quá nên tôi bị đau tai. Mất thăm. Trời ơi, tập trung học đi, mất thăm cũng nói nữa. Giờ nhìn mắt hay là giờ học đây trời. Rồi bây giờ các bạn qua cái phần Iki nha. A름다운 제주도. Jeju-do là đảo Jeju xinh đẹp. Đảo Jeju xinh đẹp. Bây giờ mình giới thiệu về cái phần này ha. Rồi, bây giờ trước khi vào cái phần đọc hiểu, các bạn tìm hiểu trước từ vựng nha. Từ vựng thao quá, thôi hình, tại đi tập, tại đi tập. Chạy. Phu đưa tà là gì ạ? Phu đưa tà. Ủa, đang mất rồi. Phu đưa tà là xanh, phải không ạ? Tung cư tà. Tung cư tà. Tròn. Thơm. Thơm là gì đây? Thơm. Thơm. Đảo, hòn đảo. Nam chốt. Nam chốt là phía nam. Trung ương. Trung ương là ở giữa ha. Hay la san. Hay la san. Núi hay la. Cúc tê gì? Cúc tê gì ở đây là cái đỉnh. Đỉnh núi, ngọn núi, ngọn đỉnh. Thành nột tầm. Thành nột tầm. Đây là cái tên giống như là ở đây người ta sẽ giải thích cho mình thành nột tầm là gì. Đây gọi là cái cửa của núi lửa, miệng núi lửa. Khi mà núi lửa phun thì nó sẽ tạo ra cái miệng của núi lửa. Thì đó người ta gọi là thành nột tầm. Hoa xanh. Hoa xanh đây là gì đây ạ? Hoa xanh.
Nửa lửa, hoa là quả đó, nửa lửa. Phục bài la tà, phục bài hoa tà, nổ phun ra, à, phun hoặc là nổ. Hoa xanh gu, hoa xanh gu là làm miệng núi lửa. Như che cốt, đây là một loại hoa, hoa này các bạn nhìn thấy này. Hoa này. Shinon nhờ hèn, Shinon nhờ hèn ở đây là đi hưởng từng trăng mặt. À. Tôi haru bằng, tôi haru bằng là cái đá hình ông cụ như thế này, các bạn nhìn thấy không? Khi mà các bạn đi ra đảo Jeju thì các bạn sẽ thấy cái tượng tượng đá hình những cái ông già như thế này. Rồi tiếp theo đó là sang, sang là tượng nha, sang. Rồi cốt cốt để phò, cốt cốt để phò là mọi nơi, nơi nào cũng có, mọi nơi. Chikyo chuta đây là bảo vệ cho, giữ, bảo vệ, bảo vệ. Mita, mita đây là tin tưởng. Tu túc là ông trộm. Tu túc chứ phải là tu tốt nha. Tu túc. Koji, koji là ăn mày. Thèmun, thèmun là cửa chính, cửa cổng. Thèmun. Rồi bây giờ các bạn ăn trộm, đúng rồi. Tu túc, tu túc. Rồi bây giờ các bạn đọc phần này nha. Mỗi người sẽ đọc. Thôi trước khi vào cái phần đọc mình giới thiệu về cái phần phát âm một tí đi, giới thiệu sơ về cái phần phát âm nha, quy tắc phát âm, điều chỉnh file các. Nếu lần trước mình có giảng cái này chưa, nhưng bây giờ giảng lại. Đây là cái quy tắc phi âm hoa, âm mũi. Trường hợp thứ nhất, khi trước riêu, các bạn xem nha. Trước riêu, trước riêu mà chúng ta thấy bắt chim của cái âm tiếng thứ nhất á là mi âm hoặc là yên, yên yên là ngờ, mi âm với là yên, thì riêu ở phía sau mình sẽ phát âm thành chữ mi âm, chữ ngờ nha. Các bạn thấy màn hình không ạ? Alo, thấy này không ạ? Ừ, ok. Đây, trước riêu mà chúng ta thấy gặp mi âm hoặc là yên thì riêu này mình sẽ phát âm thành mi âm. Ví dụ từ thứ nhất tâm với là chữ dọc thì chúng ta sẽ phát âm là cái gì đây? À, tại vì trước riêu là mi âm rồi nè. Trước riêu là mi âm là nó nằm trong cái quy tắc này rồi, thì mình sẽ phát âm riêu này thành mi âm, cho nên mình sẽ phát âm thành tâm nhập, tâm nhập nha, các bạn sẽ âm theo trang tâm nhập, chứ mình không nói là tâm rượt nha, tâm rượt không phải, mà là mình đọc là tâm nhập, tâm nhập nghĩa lực khí phát. Rồi tiếp theo chim với là chữ rác thì các bạn sẽ phát âm như thế nào? Chim nhắc, chim nhắc, à, chim nhắc là xâm lược, chim nhắc, tại vì trước riêu chúng ta thấy có mi âm nè, cho nên mình phát âm riêu thành mi âm, mình đọc là chim nhắc, chim nhắc. Rồi, can với lại chữ rưng, các bạn sẽ đọc như thế nào? Trước riêu là yên, cho nên chữ riêu sẽ phát âm như nào? Khang nừng, khang nừng, các bạn đọc lớn lên nhé. Khang nừng, khang nừng, ok, khang nừng. Rồi, chữ hăng với lại chữ rô, các bạn sẽ phát âm như thế nào? Hăng nổ, hăng nổ, à, hăng nổ là đường bay, hăng nổ đường bay nha, đường bay. Tại vì trước kia là mi âm với lại yên nè, đó là trường hợp thứ nhất. Rồi còn cái từ nữa nè, tổng thống mình sẽ phát âm như thế nào đây? Tổng thống, đẹp thông nhòn, đúng rồi, đẹp thông nhòn chứ phải là đẹp thông dân là sai nha, đẹp thông nhòn, đẹp thông nhòn, ok. Các bạn đọc phát âm lớn lên tiếng cho tôi nghe. Chị chấp nhông, đề thông nhông, đề thông nhông, đề thông nhông, đề thông nhông, phát âm chữ nhờ luôn ha, đề thông nhông. Rồi qua tiếp trường hợp số thứ hai cũng là riêu, nó sẽ biến thành mi in. Khi trước riêu mình phải học bắt chim của âm tiếng thứ nhất, đó là kiosk hoặc là ki âm.
Kiok chứ là bị âm nha. Kiok bị âm. Kiok bị âm, kiok bị âm. Thế là cứ kiok, 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 kiok. Chữ K với chữ B đó. Thì mình sẽ phát âm chữ R thành chữ N. Đây, mặc. Mặc với là chữ Ron. Thì các bạn sẽ đọc phát âm như này. Mặc non. Mặc non. Nhưng các bạn còn nhớ cái quy tắc lần trước nào không? Khi mà gặp mi âm và mi ưn thì kiok, kiok, kiok sẽ lần lượt biến thành kiok thành gì đây? Kiok, kiok thành chữ ngờ chứ, kiok thành chữ yên. Còn biup thì thành gì đây? Mờ ở mi âm. Còn kiok thì thành gì đây? Mi ưn. Mi ưn ha. Ừ. Rồi nhớ nha. Rồi cho nên chữ mắt chỉ là chữ nó có hai lần biến đổi các bạn ạ. À, cái lần đầu tiên đó là chữ R biến thành chữ N, và cái lần thứ hai chữ K nó sẽ biến thành chữ gì đây? N. Đúng rồi, thì mình sẽ đọc là măng nồn, măng nồn. Các bạn đọc lớn lên ha, măng nồn thì chắc măng nồn. À, chữ mặt lên mà mình sẽ đọc thành măng nồn, măng nồn. Ừ. Rồi tiếp theo, trải về phương Bắc, chữ buộc với lại chữ riêu. Buộc với lại chữ riêu thì mình sẽ đọc là gì đây? Cung nhiều. Đúng rồi, cung nhiều. Nó sẽ biến đổi hai lần. Lần thứ nhất là buộc nhiều. Rồi lần thứ hai là cung nhiều. Chữ K thành chữ ngờ ha. Cung nhiều. Thì chắc cung nhiều, cung nhiều. Rồi hấp với là chữ rượt, hấp với là chữ rượt. Rồi biến đổi hai lần như thế nào đây? Bước đầu tiên chữ R thành chữ N nha. À, chữ R sẽ thành chữ N, hôm nhọt. Rồi bước thứ hai là mình đọc lại sau đây, mi up sẽ biến thành mi âm, hôm nhọt. Đúng rồi, hôm nhọt. À, hôm nhọt, hôm nhọt. À, hôm nhọt. Rồi tiếp theo ship với lại cái này sai, đúng không? Phải không? Không, cái này không phải, nhầm mà. Ship, ship với lại chữ ri các bạn sẽ đọc như thế nào? Ship với lại ri các bạn sẽ đọc như thế nào? Ship ni. Rồi còn biến thành gì nữa đây? Ship, ship ni. Xin nhỉ, xin nhỉ. Ok, rồi nhớ lại cái quy tắc này. Khi kiosk đi up thì cứ mà kết hợp với ni âm ni in thì kiosk sẽ biến thành gì ạ? Ngờ. Đi up sẽ biến thành gì ạ? Ni âm. Đi cứ sẽ biến thành gì ạ? Ni in. À, ok. Ừ, tiếp theo nha. Rồi trở về bài, bây giờ mình sẽ đọc qua, các bạn cùng phân tích nhé. 부산에 서 배를 타고 약 한 시간쯤 달리면 푸르른 바다 위로 길고 둥근 섬이 하나 보입니다. Trong cái câu này bây giờ chúng ta phân tích từng đoạn. 부산에서 배를 타고 약 한 시간쯤 달리면, nếu như mà mình đi thuyền ở Busan đi khoảng mấy tiếng đây, dạt han shigan chum khoảng một tiếng thì pururun bata wiro kyugo dunggun somi hana boimida. Boida đây là thấy được, không ạ? Đây là bị động từ nha, bị động từ của boida. Bị động từ của boida đó là boida. À, sẽ thấy được một cái hòn đảo tròn và như thế nào, dài. Kilgo tungun som, đây là một cụm từ các bạn nhé, đây là định ngữ. Kilgo tungun som, đây là chủ ngữ nè. Thấy được ngọn hòn đảo dài và tròn ở đâu? Ở trên mặt biển xanh. Kururun bata wiro, trên mặt biển xanh. Rồi tiếp theo, 그 아름다운 섬이 제주도입니다.
그 아름다운 섬이 제주도입니다. 아니야? 아, đảo đẹp đó là chính là không đảo đẹp. Đó chính là đảo Jeju, đảo Jeju. Và tiếp theo, Jeju도는 한국의 남쪽에 있는 제일 큰 섬인데 섬 중앙에는 한라산이 있습니다. Vậy thì đảo Jeju 한국의 남쪽에 있는 제일 큰 섬인데 là gì đây ạ? Đảo Jeju là gì đây? Là đảo lớn nhất nằm ở Nam Hàn, Nam Hàn Quốc, phía Nam Hàn Quốc. Rồi, nhưng mà gì đây ạ? Sơm Trung An nghĩa nên ở giữa đảo thì có núi Hành Là, đúng rồi. 그리고 한라 한라산 꼭대기에는 백록담이 있습니다. 백록담. À, ở đỉnh Hành La, núi Hành La thì mình thấy có Thạch Ngọc Tâm ha, Thạch Ngọc Tâm. À, Thạch Ngọc Tâm. Thạch Ngọc Tâm là gì đây? Thạch Ngọc Tâm là gì đây? Các bạn xem câu này ha. Hoa san ni phukbarayo, manderejin hoa san gu imida. Manderejita với lại manderejita, chỗ này các bạn thấy đây là bị động từ. Các bạn xem nè. Khi mà kết hợp với a o yo á, mạnh tương tạo không? Mình có công thức như sau: tính từ mà cộng với a ơ chi tạo thì có nghĩa của nó là gì? Trở nên. Nhưng khi động từ mà kết hợp với a ơ chi tạo thì nó sẽ là bị động từ các bạn nhé, bị hoặc là được gì đó. Vì bạn nộp tâm là miệng núi lửa được tạo thành do núi lửa phun. Phục bà đài dơ. Hoa xanh đi phục bà đài dơ. Núi lửa phun ra thì sẽ tạo ra một cái miệng núi lửa. Thì đó gọi là Bạch Ngọc Tâm. Đây nè. Bạch Ngọc Tâm là cái này. Rồi tiếp theo. Jeju도 nên 경치가 아름답고 따뜻합니다. 따뜻합니다. Thì cái đảo Jeju này nó có cảnh đẹp và đã thời tiết rất là ấm áp. Thư khi bò mê khi nên nổ đơn xe như chê cô trên nếu ở đêm tập xuân gì đó, và đặc biệt thì vào mùa xuân. Khi nên nổ đơn xe là khi tà là gì ạ? Hoa nở. Khi tà là nở đúng không ạ? Hoa du che vàng nở rất là đẹp, đặc biệt vào mùa xuân thì có hoa du che vàng nở rất là đẹp. Nếu tập xuân gì ta. Tiếp theo, 그래서 이 아름다운 섬 제주도로 신혼 여행을 많이 갑니다. Cho nên là vì vậy mà người ta đi hưởng từng trân mật, đi đến đảo Jeju có cái hòn đảo đẹp này để mà đi hưởng từng trân mật. Rồi tiếp theo, Jeju도는 tôi Haruban으로도 유명합니다. 으로 유명하다 chúng ta đã tham khảo rồi. Nổi tiếng, đúng rồi. Thì đảo Jeju nổi tiếng với cái gì đây ạ? Về cái gì đây? Tôi Haruban. Đây là cái tượng đá hình ông cụ. Nhớ nha, đây là tôi Haruban, tượng đá hình ông cụ. Tôi Haruban은 돌로 만든 할아버지 상인데. Thì người ta có giải thích này nè. Tôi Haruban thì tôi Haruban là tượng, sang là tượng các bạn nhé. Tượng gì? Ông cụ làm bằng đá, tôi luộc, tôi là làm bằng đá. Jeju도 곳곳에서 볼 수 있습니다. Và mình có thể thấy ở mọi nơi trên đảo Jeju. 곳곳에서, mọi nơi. Rồi, Jeju도 사람들은 이 돌 하루방이 Jeju도를 지켜준다고 믿고 있습니다. 믿고 있다 là người ta tin tưởng là gì đây ạ?
ông tượng à, cái hình tượng ông cụ này bảo vệ cho đảo Jeju. Jeju tổ rế chứ theo chúng ta cố biệt cố ít sinh gì ta. Rồi cái phần này quan trọng đây, quan trọng nhất trong bài. Jeju tổ rế tham đa tổ tổ đến tham mu tổ là cố hâm gì ta. À, người ta gọi đảo Jeju là tham đa tổ, nếu mà mình nói tiếng Hán là gì đây, tam đa đảo, tam đa đảo. Còn tham mu tổ là tam vô đảo, tam vô đảo gì? Mà các bạn xem tam đa đảo là sam, sam là ba đúng không ạ? Sam là ba, ta là nhiều, ta là nhiều, tô là đảo, đảo mà có ba cái nhiều nhất là gì? Và sam mu tô, sam là ba, mu là không, mu là tô là đảo, đảo mà có ba cái không có là gì? Bây giờ các bạn phân tích. Thà răng tôi vợ già gió nè, tôi là đá nè, nhớ ra là phụ nữ. Y xe ca chỉ ca mã đã rõ xăm ta tu đã cố hành gì ta. Đúng rồi, tại vì ở đảo á có gió nè, có đá nè, có phụ nữ nhiều, cho nên người ta gọi là tam đa đảo xăm ta tu ha. Và đó là có nhiều nhất, phụ nữ rất là nhiều, đàn ông đâu hết chứ. Tại sao không có đàn ông các bạn nhỉ? Tại sao? Tại vì người ta đi đánh cá hết rồi, lặn hết rồi. Rồi sam ta tổ rồi xem, nhưng mà bây giờ mình qua sam mu tổ nha. 그리고 제주 도에는 도둑이 없고 거지가 없고 시대 때문이 없다고 해서 sam mu tổ 라고 라고도 합니다. Và người ta thường thấy và ở đảo Jeju thủ tố kia ở cổ không có gì đây, không có ăn trộm nè, khô chi gà ở cổ không có trộm, không có ăn mày, chi bê tê mua đi ở tàu của hàng sau, không có gì nữa đây, không có cửa hoặc là không có cổng, không có cổng. Tê mua chi bê tê mua đi ở tàu của hàng sau thì ở nhà không có, có cổng, cho nên người ta gọi là tam vô đảo sam mu tô nha, sam mu tô ba cái có ba cái không, ba cái có nhiều và ba cái không có. Rồi nội dung này các bạn tham khảo, và bây giờ mình thử trả lời nha. 왜 사람들은 제주도로 신혼여행을 많이 갑니까? Tại sao? Vì sao người ta đến Jeju-do로 신혼여행을 많이 갑니까? Đấy, đấy. Trong khi 아름답고 따뜻해서 따뜻해서 제주도로 신혼여행을 많이 갑니다. Rồi tiếp theo, 왜 제주도를 삼다도라고 부릅니까? 왜 제주도를 삼다도라고 부릅니까? 왜요? 바람 그 여자 바람 여자 하고. 아 왜냐하면 바람 돌 여자 이 세 가지가 많아서 삼다도라고 부릅니다. 그죠? 응. Thì có nhiều gió nè, đá chứ là phụ nữ, cho nên người ta gọi là tam đa đảo. 왜 제주도를 삼무도라고 부릅니까? 왜 도둑이 없고 도둑이 없고 저 거지가 없고 집에 대문이 없어서 없다고 해서 삼무도라고 부릅니다. 오케이. 그죠? À, bữa nay mình học tới đây. Giờ các bạn đọc lại phần này cho Trang nhé. Mỗi người đọc phần nha. Xin mời bạn Chí Long đưa đọc được không ạ?
Rồi ok. Chào các bạn nha. Chào các bạn trên tay nha. Buổi học này tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Mình nghe cái xin là thẹn ngột tâm, thẹn ngột tâm, thẹn ngột tâm, đúng rồi. Rồi tiếp theo xin mời bạn Trọng Chung, mỗi người sẽ đọc một lần. Rồi tiếp theo xin mời bạn Hoa Nguyễn ha, mỗi người sẽ đọc một lần ha. Thank you.
Nguyễn Hoàng Thái ha. Rồi không nghe nói. Xin mời bạn Phương Nguyên. Phương Nguyên nãy nói không được hả em? Rồi, xin mời bạn Thảo Nguyễn. Mời bạn khác nha. Mời bạn bạn nào chưa đọc? Nguyễn Minh Thái. Còn hai bạn chưa đọc, bạn nào chưa đọc ạ? À? Ờ ok, anh Thái với lại một bạn nữa, Nam không? Boa noite.
Thank you.